Vô. Rồi, giờ chúng ta sẽ vô nào. Cái phiên bản 1.28 này nó cho phép chúng ta đổi cái thằng này thằng ngoài này. Chúng ta vào phần cách chơi này. Chọn đổi cái này. Đi phố nó xa ta cả luôn điểm không hài lòng nhất ở chưa hài lòng đó là trời 6 giờ chiều nhưng mà trời nhiệt vẫn còn rất sáng khác với ATS. ATS thì có tầm giờ chiều rồi bắt đầu trời là tối lắm. Lyset Logistics, công ty vận chuyển Lyset. Chúng ta ở trong này, chúng ta vô là lấy nha. Trong này nó có cái remote trắng tinh luôn nè. Cái gì đây, xi măng 22 tấn. Ok, công ty Batis cũng ở thành phố này luôn nhưng mà cách khá là xa. Rồi là tiến hành đi nào.
Giờ là 18:38 phút kém. Nhìn trời vẫn khá là sáng. Thế là ở châu Âu cái kiểu nó như vậy. Sự phân bố về mùa khắp ở châu Á. Có cái cầu ba dây băng ở Nhật Bản. Cầu này khá là thấp. Trong phiên bản 1.28 này, sự cải thiện về đèn xe, chúng ta thấy cái đèn xe nó dịu hơn. Đèn nó dịu hơn nhiều. Đường này vùng ngoại ô của Rennes, thành phố Rennes của Pháp. Mình nhìn cái bảng ở phía trước nè, Le Havre, Le Mans phía bên trái, Rennes, Roscoff ở bên phải. Mình đi theo hướng đó. Trời rất là đẹp. Chụp bức ảnh đi. Xe tải nhỏ những cái đồng tiền này diễn rất là giống ở miền đó làng quê Việt Nam mình, những đồng tiền có thế.
để ý phía trong cái rãnh phía trong cùng, cái lằn trong cùng có cái đường bê tông, một cái gờ bê tông dọc mỏng chạy theo. Ika bãi hàng phía tốt trong này à. Những cây cấu rất là xanh tươi. Công ty Batis. Wow. Tiếc bà không để ý cái cửa. Oh my god. Hãy subscribe.
phê. Công ty này quá quen thuộc rồi. Bạn đợi một xíu à, tao mở cái này này. Bỏ tường sao không đủ tôi à, đây đang chơi offline mà rủ có nổi gì nữa. Đang chơi phiên bản 1.18 mà, cái đâu cũng chơi online được đâu. Cả xi băng vừa rồi đã thành công tốt đẹp, tiếp tục mình tìm công việc tiếp ha. Phấn đấu ngày chạy khoảng 10 chiến rồi hôm nay sẽ có cơ hội đi về Nante nè. Về Nante là thành phố mình chưa khám phá thì mình sẽ đi về phía này. Ok, chọn cái này đi cho nó đắt tiền hơn nha, nhiều tiền hơn nha. 19 37 euro là 1 km luôn, hơn tới 21 tấn mà. Gói hàng đã sử dụng. Wow, tỷ này cũng khá là đẹp.
có đúng cái này không ta? Nhìn thấy xa xa đó nha. Oh my god, xa cha rồi. Đo được cái tốc độ của xe mình đi luôn á, cái bảng đó, mình đi qua tới nó là nó đo được cái tốc độ của xe gần nó nha, lấy năng lượng mặt trời nó đo được, chạy bằng điện năng lượng mặt trời. Tối thì bắt đầu trời thần tối hơn nhiều so với hồi nãy, hồi 7 giờ tối nó vẫn còn sáng lắm. Hệ thống vòng xoay ở bên này rất là phức tạp, vòng xoay rất là nhiều. Look.
chạy được 90 mà à, nó giảm xuống 70 thì được rồi mình à, lại chạy 90 lại bo này còn xíu. Phá 23 thành phố ở Srang. Cứ từ từ mình khám phá từ từ cái nào mình thú vị. Đó, hướng bên phải là Nante, hướng bên trái là Barry với Le Mans. Nhiều quá.
này vẫn đang chạy xe lúc này, cố gắng giao nốt chiến hơn. Từ Nante tới Brest luôn, thành phố mình cũng chưa khám phá thì mình sẽ khám phá luôn.
sao lặng im như thôi không mong nhớ cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu để vui cho ta đi thời gian tiếp tục hành trình ha. Dù không có ai coi livestream thì ta vẫn cứ livestream. Rồi, không mất thời gian nữa, chúng ta tiếp tục hành trình. Chụp ảnh là phụ thôi. Đường rất là nhỏ, một len thôi, chúng ta phải chú ý. Một vòng xoay, rồi hai vòng xoay, rồi ba vòng xoay. Rất là nhiều vòng xoay.
ngày trước gì mà thấy là đường uốn éo dữ người ta. Trời ơi, vòng xoay rồi khu tập nghỉ rồi uốn éo lúc này không à. Oh my god. Chiếc xe đang đi trên hành trình của họ. Khá sâu trong trái tim con từng câu nói, đừng quên nhé con trai yêu. Nếu giống tô ngăn bước, mẹ lặng yên đứng ôm sát vai con. Từ tình yêu đó theo con với bao ước mơ khi thơ. Ngày con lớn khôn đi tới tương lai con. Ok, sẽ trước đường có công trình xây dựng.
đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một thời ấu thơ. Đi về Brest là một thị trấn ở phía góc của Vivre-la-France. Nên là từ đây, từ các thành phố khác mà về đây chỉ có một con đường duy nhất thôi. Nó nằm cách biệt ở phía góc của bản đồ góc trái biên cầu. Công ty này ở đâu đây? Như ở trong kia. Thank you.
Roscoe, thành phố cũng chưa khám phá. Ok, thôi bây giờ mình sẽ Me the flower.